không chỉ dẫn đầu về diện tích khai thác và sản lượng cáy lớn nhất tỉnh Hải Dương, mà An Thanh còn là xứ sở của những món ngon chế biến từ cáy. Các món ăn chế biến từ cáy dễ làm, nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Tuy mộc mạc, nhưng những món ăn này lại cho người ta cảm giác thật mới lạ và thú vị, nhất là những người lần đầu về với mảnh đất An Thanh. Chị Hoa, con cáy ở quê mình thì bà con thường nấu những món ăn gì ạ? Con cáy ở quê chị thì thường thì bà con chế biến được rất nhiều món ăn. Cái món mà thông thường mà dễ ăn nhất là món canh cáy nấu rau đay. Đây rau đay đây đúng không? Đúng rồi, canh cáy nấu rau đay. Thì nếu mà trời nóng là ăn rất là tuyệt vời. Vâng. Thế và cái món thứ hai nữa là thường bà con ăn vào buổi sáng là hay nấu riêu cáy để chan bánh đa. Ăn với bánh đa. Ăn bánh đa. Dạ. Đúng rồi. Món đấy cũng rất là thông dụng. Còn không? Và cái món đặc biệt là cái món nữa là cái món cáy trứng. Thường thì cái cáy trứng là nó rất ngọt và vâng, nó bổ dưỡng. Vâng, con nào cũng có trứng cả đúng không chị? À, đúng rồi. Cái nó có trứng thì bà con thường hay vặn gọng đi xong rồi là cho vào rang với lại lá chanh. Lá chanh. Vâng. Rất là thơm ngon. Vâng. Không chỉ thơm ngon, các món chế biến từ con cáy còn rất lành và bổ dưỡng. Trên mâm cơm của người dân An Thanh hàng ngày hay khi có khách quý, gần như không thể thiếu được những món ăn chế biến từ cáy. Ẩm thực từ cáy đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng đất An Thanh nói riêng, huyện Tứ Kỳ nói chung. Các bạn thân mến, như vậy là sau một thời gian chế biến thì chị Hoa đã trình diễn xong những món ăn vô cùng hấp dẫn đang ở trước mặt bạn đây. Bây giờ chị múc để cho em thưởng thức thử nhé. Dạ vâng, em thèm từ nãy giờ rồi. Xem chất lượng như nào nha. Vâng. Đây, mời em. Đây là món... Món canh cáy nấu rau đay. Vâng, em mời các bạn cùng ăn nhé. Em xin phép mời chị. Em ăn đi. Wow, thơm quá. Ngon không em? Rất ngọt và thơm chị ạ. Hương vị của nó rất là gần gũi và ngọt đấy. Rất thơm. Cái này mà ăn với cùng với cả muối thì tuyệt vời nữa đúng không? Nhất là em xin phép em thử luôn món cáy rang lá chanh phải không? Rồi, mời em. Vâng. Wow, thơm quá. Ngậy ngậy. Ngậy ngậy. Thơm. Rất ngọt, thơm. Ngọt ngọt. Ngọt ngọt được. Ngon. Ngọt cơ. Rất là tuyệt vời chị ạ. Nó lại bùi bùi đúng không? Vâng. Các bạn muốn trải nghiệm về khai thác cáy, bắt cáy hay là thưởng thức những món ăn dân dã nhưng rất thú vị thì hãy về với mảnh đất An Thanh của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để cùng được thưởng thức những món ăn như Mạnh ngày hôm nay được thưởng thức nhé.